Số 839, Kinh Chim Sét, Thiện Ác Nghiệp Báo, Quyển Thượng, Hán Dịch, Đời Tùy, Tam Tạng Bồ Đề Đăng. Ngay như vậy, một thời, Đức Phật cùng tất cả bậc trí ở trong núi Kỳ Sa Quật thuộc thành Vương Xá đã dùng năng lực thần thông thị hiện đạo tràng rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh của Ngài, cùng vô lượng vô biên các đại chúng giảng thuyết pháp môn căn bản sâu xa. Bây giờ trong chúng hội có một Bồ Tát gọi là Kiên Tịnh Tánh, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục ngay thẳng, bày vai phải, chắp tay thưa Phật và Thế Tôn: "Hôm nay con ở trong hội này muốn có đôi điều thưa hỏi, nguyện xin Thế Tôn cho phép." Đức Phật bảo: "Này Thiện Nam, tùy theo ý ông để hỏi." Bồ Tát Kiên Tịnh Tánh thưa: "Bạch Thế Tôn, đúng như lời Thế Tôn đã dạy con ở đời quá khứ, sau khi chánh pháp diệt, tượng pháp sắp diệt, cho đến đời sau cùng, như vậy chúng sinh phước mỏng nhiều khổ não, đất nước có nhiều loạn lạc, tai họa đều giải khỏi, nhiều nguy hiểm, kinh sợ, đe dọa làm nhiễu hại. Các đệ tử của con quên chớ nghĩ thiền, chỉ tăng thêm tham sân si tật đố ngã mạn. Giả sử có thì cũng tương tự như thực hành pháp thiền, chớ cầu lợi dụng ở thế gian, được gọi lấy danh lợi làm căn bản, không thể phát tâm tu tập pháp chính yếu. Lúc qua chúng sinh thấy tai họa nổi loạn ở đời, tâm thường khiếp sợ, lo sợ thân mình và các thân thuộc không có cơm áo đầy đủ để nuôi thân. Cho những điều này mà có nhiều nhân duyên làm chướng ngại. Ở trong Phật pháp, căn cơ thấp kém, lòng tin rất ít, người chứng đạo rất hiếm. Cho đến ở trong ba thừa, dần dần lòng tin cũng rất ít. Sự tu tập thiền định ở thế gian thành tựu các thần thông biết được mạng sống kiếp trước lại càng không có. Như thế về sau ở trong đời mạt pháp, trải qua lâu mới đắc được đạo, lòng tin thiền định, các thần thông tất cả hoàn toàn không có. Hôm nay con vì tượng pháp sắp diệt ở đời ác vị lai này và trong đời mạt pháp có căn lành kém ít, xin thưa hỏi Như Lai dùng phương tiện gì để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ phát lòng tin diệt trừ các tai họa não hại. Do chúng sinh gặp nhiều điều ác xấu, có nhiều chướng ngại mà bỏ mất tâm thiện của mình, ở trong pháp nhân quả thế gian và xuất thế gian phát sinh điều nghi hoặc, không có tâm kiên cố mong cầu pháp thiện. Những chúng sinh đáng như vậy, đáng thương yêu, đáng cứu giúp. Với lòng đại bi và nhất thiết chủng trí của Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn thị hiện phương tiện, ví dụ để cho họ hiểu rõ, khiến xa lìa lớn nghi hoặc, diệt trừ chướng ngại, lòng tin được tăng trưởng, đương theo thừa nào mà chứng đắc pháp không thoái chuyển." Đức Phật bảo Bồ Tát Kiên Tịnh Tánh: "Lành thay, lành thay, những điều ông hỏi rất hay, rất hợp ý ta. Hôm nay ở trong chúng đại này có vị Đại Bồ Tát gọi là Địa Tạng, ông nên đem những câu này thưa hỏi, vị ấy sẽ vì ông thị hiện phương tiện để giải thuyết giáo hóa chúng sinh đúng với sở nguyện của ông." Khi ấy Bồ Tát Kiên Tịnh Tánh lại thưa Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn trí tuệ vĩ đại, vì sao Thế Tôn không giảng thuyết mà muốn để Bồ Tát Địa Tạng đó giảng thuyết?" Đức Phật bảo Bồ Tát Kiên Tịnh Tánh: "Ông chớ sinh suy nghĩ cao thấp. Thì năm này đã phát tâm đến nay, trải qua vô lượng vô biên ở tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn, từ lâu đã chứng đắc nhất thiết trí như biển, công đức đầy đủ. Chỉ do bản nguyện năng lực tự tại nên phương tiện quyền xảo thì hiện giáo hóa khắp mười phương, từ đến khắp tất cả các quốc độ, thời thực hành các công đức và ở trong năm tứ ô uế ở đời để giáo hóa lợi ích về sau, cũng do năng lực bản nguyện để tu tập, do đó chúng sinh lãnh thọ sự giáo hóa. Vì Bồ Tát đó từ 11 kiếp đến nay trang nghiêm thế giới này, chúng sinh được thuần thục, cho nên ở trong chúng hội này thân tướng đoan nghiêm, oai đức lạ thường, chỉ ngoài Như Lai ra thì không ai sánh bằng. Là ở trong thế giới này sự thị hiện giáo hóa chỉ có Bồ Tát Quán Thế Âm và các đại Bồ Tát, còn không ai sánh bằng. Vì thế năng lực thệ nguyện của Bồ Tát mau chóng hoàn thành tất cả sự mong cầu của chúng sinh, diệt trừ hết thảy tội nặng của chúng sinh, vượt qua chướng ngại, hiện tại được an ổn. Bồ Tát này gọi là Thiện An Úy, có nghĩa là khéo léo giảng thuyết pháp sâu xa, có thể hướng dẫn những người mới học phát tâm mong cầu đại thừa, khiến không còn khiếp sợ, cho nhân dân này và ở trong thế giới ấy tôn trọng lãnh thọ sự giáo hóa nên được giải thoát. Do đó hôm nay ta chỉ bày cho ông thưa hỏi." Bây giờ Bồ Tát Kiên Tịnh Tánh để hiểu rõ ý của Phật liền thưa hỏi Đại Bồ Tát Địa Tạng: "Lành thay thưa hiền giả cứu đời, lành thay bậc Bồ Tát đại trí tuệ, như tôi đã hỏi,
Chúng sinh ở đời ác dùng phương tiện gì để giáo hóa họ, khiến xa lìa chướng ngại và được lòng tin kiên cố? Hôm nay Như Lai muốn khiến cho hiền giả giảng thuyết về phương tiện này, nên phải biết thời thương yêu vì họ mà thuyết. Lúc ấy Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tấn Thì Nam: Hãy lắng nghe, tôi sẽ vì người mà thuyết. Sau khi Đức Phật nhập diệt trong đời ác, nếu có tỳ kheo ni, ư bà tắc ư bà di, đối với pháp nhân quả thế gian và xuất thế gian, chưa có lòng tin chắc chắn không thể tu học, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, hiện ra hoàn toàn, không thể siêng năng quán xét pháp bốn thánh đế và 12 nhân duyên, cũng không chuyên cần quán xét về các pháp thật tế chân như, không sanh không diệt, và không siêng năng quán xét những pháp như vậy, đã không chứng được niết bàn, không tạo 10 điều ác nguồn gốc của tội lỗi. Đối với công đức tam bảo, đủ các cảnh giới, không có lòng tin trong ba thừa, đều không có hướng nhất định. Những người như vậy thì có đủ các thứ chướng ngại, càng tăng thêm sự lo âu hay nghi hoặc đối với tất cả. Tâm không hiểu rõ nhiều mong cầu, nhiều khổ não, cái điều trói buộc sinh khởi không định, suy nghĩ lo buồn rối loạn, bỏ mất việc tu tập. Người có những chướng ngại này thường dùng pháp tướng mộc luân để chiêm nghiệm về nghiệp thiện ác trong đời trước. Những việc tốt xấu sướng khổ ở hiện tại đều do duyên nghiệp nên có chia lìa, tức là diệt nghiệp tùy tâm tích tụ tích tập, tướng hiện và sinh khởi, tướng không mất không hoại nên không sai khác. Chiêm nghiệm kỹ về nghiệp thiện ác như vậy thì hiểu rõ tâm mình, những việc nghi ngờ lấy đó để biết rõ. Nếu đệ tử Phật chỉ cần tu tập pháp tướng này, chí tâm nương tựa ở những pháp quán ấy thì sẽ thành tựu, không nên từ bỏ pháp này, mà trở lại chạy theo những việc bói số xem tướng tốt xấu ở thế gian, tham trước ưa tích tập. Nếu người ưa thích tích tập sâu xa thì làm chướng đạo thánh. Này thì Nam, nếu muốn học tướng mộc luân, trước hết phải khắc vào cây khoảng ngón tay nhỏ, khiến cho dài ngắn đều bằng một tấc, nằm ở giữa bốn bên đều bằng, còn hai đầu xiên thừa thì bỏ đi để xét giữa lòng giữa bàn tay giữa, gieo xuống làm cho nó thay đổi do nghĩa này nên gọi là luân. Lại nữa, dựa theo tướng này có thể phá trừ lưới nghi hoặc của chúng sinh, quay về chánh đạo, đạt được nơi an ổn, vì thế gọi là chuyển. Tướng luân này có ba loại sai khác. Những gì là ba? Một, tướng luân có thể chỉ bày những sự khác nhau của nghiệp thiện ác đã làm đời trước. Tướng luân này có 10 loại. 2. Tướng luân hiển bày sự sai khác nhỏ, lớn, mạnh, yếu đã làm gần nay hay lâu để tích chứa nghiệp đời trước. Tướng luân này có 3 loại. 3. Tướng luân có thể hiển bày sự chịu quả báo khác nhau trong ba đời. Luân này có 6 loại. Muốn chiêm nghiệm sự sai khác của nghiệp thiện ác đã làm ở đời trước, ta nên khắc vào cây 10 luân. Dựa vào luân này, viết tên của 10 thiện. 10 thiện căn bản ở trong một luân, ghi vào mỗi mặt. Tiếp đến dùng 10 ác để ác viết đối diện với 10 thiện làm cho tướng ở sấn, cũng viết vào một mặt. 10 thiện là tất cả các pháp thiện căn bản, có thể tóm thâu hết các pháp thiện khác. 10 ác là tất cả pháp ác căn bản, có thể hàm chứa hết những pháp ác khác. Nếu muốn chiêm nghiệm tướng luân này thì trước hết phải học chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật 10 phương, do đó lập nguyện, nguyện làm cho tất cả chúng sinh 10 phương mà chống đều thân cận cúng dường thưa hỏi, lãnh thọ chánh pháp. Lại nữa, phải nên học chí tâm kính lễ tạng pháp 10 phương, do đó liền lập nguyện, nguyện làm cho tất cả chúng sinh pháp 10 phương mới được chống được tọa trì độc tụng đúng như pháp tu hành và về người khác thuyết pháp. Lại nữa, phải học chí tâm kính lễ tất cả hiền thánh pháp 10 phương, do đó liền lập nguyện, nguyện làm cho tất cả chúng sinh 10 phương mau chóng được gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề, chứng được quả vị không thoái chuyển. Sau đó phải học chí tâm định lễ kính đại Bồ Tát Địa Tạng ta, liền lập nguyện, nguyện làm cho tất cả chúng sinh 10 phương nhanh chóng diệt trừ nghiệp ác, tội nạn, xa lìa các chướng ngại, các vật dụng đời sống đều đầy đủ. Kính lễ rồi tùy theo những thứ hương hoa mình có nên tu tập cúng dường. Tu tập cúng dường là tưởng nhớ đến ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, thường là bái khắp tất cả. Ngày đêm hương hoa này đồng trong pháp tánh đều tỏa khắp tất cả cõi chư Phật, cúng dường làm Phật sự, là nghĩ tất cả 10 phương luôn luôn được cúng dường đầy đủ. Hôm nay
con sẽ đem tất cả thứ hương hoa, chuỗi hạt cờ lọng, các báu, các thứ trang sức, trân báu đẹp, âm nhạc, đèn đuốc, lửa, thức ăn, nước uống, y phục, dầu nạm, thuốc thang, cho đến tất cả thứ trang nghiêm thiện có ở mười phương đều cúng dường đầy đủ. Thường nhớ nghĩ cùng với chúng sanh vui vẻ cúng dường, thường nhớ thu thập cúng dường trong tất cả thế giới. Hôm nay con tùy hỷ, nếu người chưa thu thập cúng dường, nguyện được giáo hóa khiến cho thực hành cúng dường, là nguyện thân con mau chóng biến hiện khắp tất cả cõi nước. Đối với hết thảy Phật Pháp Tăng, đều đem hết vật dụng cúng dường trang nghiêm, cùng tất cả chúng sinh vui vẻ thực hành cúng dường tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, và nơi tháp miếu của chư Phật. Tất cả việc Phật cúng dường tất cả pháp tạng hiện có và thuyết pháp khắp nơi, cúng dường tất cả chúng sinh hiền thánh tăng. Nguyện cùng với tất cả chúng sinh tu tập thực hành cúng dường như vậy, dần dần thành tựu sáu pháp ba la mật, bốn vô lượng tâm, hiểu biết sâu xa những pháp xưa nay vốn vắng lặng, một vị bình đẳng, không sinh không diệt, xa lìa những nghĩ thanh tịnh hoàn toàn viên mãn. Lại nên biết rõ tâm cúng dường đại Bồ Tát Địa Tạng ta, là nữa nên xưng tán danh hiệu hoặc nhớ nghĩ nhất tâm đọc tụng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xưng tán như thế đạt được 1.000 kinh, 1.000 niệm rồi mà cho rằng lòng đại từ đại bi của đại Bồ Tát Địa Tạng, nguyện xin có giúp cho con và tất cả chúng sinh mau tiêu trừ các chướng ngại, tăng trưởng lòng tin thanh tịnh. Hôm nay sự quán tưởng xưng tụng khiến được tương ứng, nói như vậy rồi sau đó tay cầm luân ở trên vật trong sạch mà gieo xuống trong đó, như vậy muốn chiêm nghiệm pháp cho mình hoặc muốn chiêm nghiệm người khác đều cũng là như thế. Nên biết về luân tướng này là tùy theo nghiệp hiện tại, nên mỗi một đế đều quán tưởng suy nghiệm hoặc thuần 10 thiện hoàn toàn, hoặc thuần 10 ác hoàn toàn, hoặc thiện ác hỗn tạp, hoặc thuần thiện không hoàn toàn, hoặc thuần ác không hoàn toàn. Như vậy các loại nghiệp nhân không giống nhau, các quả báo tập khí đều sai khác, đúng như Phật Thế Tôn đã giảng thuyết nơi khác, nên phải nhớ kỹ. Tư duy quán xét các nghiệp ở hiện tại cùng quả báo đời này trong kinh, những việc khổ vui tốt xấu với tập khí phiền não đều tương xứng nhau, gọi là tương ứng. Nếu không thích đáng nghĩa là không chú tâm, gọi là nói trống rỗng. Nếu chiêm nghiệm luân tướng mà hiện nghiệp thiện ác đều không hiện ra, thì người này đã chứng tâm trí vô lậu, thường cầu pháp xuất ly, lại không thích chịu quả báo thế gian. Các nghiệp hữu lậu thay đổi yếu nhỏ dần, không thể tăng trưởng, do đó không thể hiện ra được, lại thuần thiện không hoàn toàn, thuần ác không hoàn toàn, thì hai hạng người này nghiệp thiện ác không thể hiện ra, đều nhỏ yếu, chưa có khả năng trở thành quả, vì thế không thể hiện ra. Nếu ở đời đương lai đệ tử chư Phật này chiêm nghiệm quả báo thiện ác, đắc được điều tương ưng, ở trong năm dục được điều vừa ý, chứ chẳng phải tự mình phóng túng mà khởi tâm buông lung, nên suy nghĩ do nghiệp thiện đời trước của ta như vậy, nên hôm nay được quả báo này, hôm nay ta có thể thay đổi, là tinh tấn tu tập không nên dừng nghỉ. Nếu gặp những việc nguy hiểm, não hại, không tốt quấy phá, lo sợ không được vậy, nên phải chịu đựng không nghi ngờ, hối tiếc, thoái mất việc tu tập nghiệp lành. Liền suy nghĩ đời trước, ta tạo nghiệp ác như vậy, ngày nay gặp quả này, hôm nay ta nên hối cải tu tập, sửa đổi nghiệp ác mà thường thực hành việc thiện khác không ngừng nghỉ. Để biến nhát phóng túng hay thay đổi, thì càng tích chứa nhiều khổ tập. Đây gọi là chiêm nghiệm pháp luân tướng ban đầu. Này thiện nam, nếu muốn chiêm nghiệm nghiệp ác, nghiệp đã tích chứa trong quá khứ đã đến lâu nay, lâu hay mau, sự tạo tác khác nhau, mạnh yếu, lớn nhỏ, nên khắc vào bảng gỗ 3 vòng, dùng thân miệng ý làm căn bản ở mỗi vòng, viết chữ vào đó là ở giữa mỗi vòng, với một bức họa lớn dài xiển bỏ đi các viền. Lần nữa mặt thứ hai vẽ một bức họa nhỏ ngắn khiến cho đến viền. Lần nữa mặt thứ ba khắc một bức như bức họa kia làm cho đường lớn sâu. Mặt thứ tư cũng khắc vào bên làm cho đường nhỏ cạn. Nên biết nghiệp thiện trang nghiêm giống như bức họa, nghiệp ác lại suy yếu giống như giảm đi lần. Bức họa lớn dài là hiện bày tích chứa thiện đến rất lâu, thực hành lên lợi, làm được tăng trưởng. Bức họa nhỏ, ngắn đến cửa đến rất gần, từ trước tu tập cơ bản thuần thiện, sau tạo tác, tạo ác rất ít. Bức họa được khắc sớm, lớn và sâu,
biểu thị việc ác đến rất lâu. Các tai họa phát triển, cuối cùng bất hòa nhỏ và cạn, đã biểu thị việc thiện đến mau, giảm đi trước kia tích chứa pháp ác gây các nghiệp cho đến mức lớn mạnh. Hoặc tuy đã làm các tội ác nặng, nhưng đã từng hối lỗi, sửa đổi. Đây có nghĩa là tội nhỏ. Này thì nam, nếu ban đầu chiêm nghiệm chuyện tướng là gì, biết sự giải khác của nghiệp thiện ác đã tạo đời trước, và không thể biết tích tập lâu, mau, những nghiệp lớn nhỏ mạnh yếu đã tạo. Vì thế nên chiêm nghiệm tướng luân thứ hai. Nếu chiêm nghiệm tướng luân thứ hai, nên chọn, nên dựa vào trong tướng luân ban đầu, nghiệp để hiện ra. Nếu thuộc về thân, thì ra vào luân tướng của thân. Nếu thuộc về miệng, thì ra vào luân tướng của miệng. Nếu thuộc về ý, thì ra vào luân tướng của ý. Không được đem ba tướng luân này chiêm nghiệm cùng một, nên phải tùy theo nghiệp căn bản. Nhớ mỗi một thiện ác dựa vào sự khác biệt thuộc luân nào mà quan sát. Lần nữa chiêm nghiệm trong luân tướng ban đầu, chỉ có nghiệp thiện của thân, thì ở trong luân thứ hai này là việc ác của thân, nghĩa là không có chí tâm, không được tương ứng, gọi là nói trống rỗng. Lại nữa, không có tương ứng là chiêm nghiệm trong luân tướng ban đầu, đắc được nghiệp không giết hại và nghiệp không trộm cắp. Quán xét về nghiệp không giết hại, trước hết ý làm chủ, mà trong luân tướng thứ hai bị ác của thân thì gọi là không tương ứng. Lại nữa, nếu quán hiện tại từ khi sinh đến về sau không thích giết hại, không tạo tội giết hại, nhưng ý làm chủ nghĩ nghiệp giết hại ở trong, như ở trong luân tướng thứ hai, ta mất nhiều tội ác, gọi là không tương ứng. Ngoài thân ra, nghiệp trong miệng, nghĩa không tương ứng cũng là như vậy. Thì nam nên biết, nếu đời vị lai, các chúng sinh muốn mong cầu giải thoát sinh lão bệnh, thì ban đầu học phát tâm, tu tập thiền định, trí tuệ vô tướng, thì trước hết phải chiêm nghiệm nghiệp đã, nghiệp ác đã tạo đời trước nhiều ít cho đến nhẹ hay nặng. Nếu nghiệp ác nhiều thì không được học thiền định trí tuệ, nên biết trước phải thực hành pháp sám hối. Vì sao? Vì người này đã tích chứa ác, tâm ác rất mạnh mẽ, hiện tại chắc chắn tạo nhiều tội ác, hủy phạm giới cấm, do phạm giới trọng. Nếu không sám hối để được thanh tịnh và tu tập trí tuệ thiền định, thì có nhiều chướng ngại không thể đạt được, hoặc tâm bị tán loạn, hoặc viện ngoại đạo tà kiến làm não hại, hoặc lãnh thọ pháp tà kiến tăng trưởng ác kiến. Vì thế trước phải thực hành pháp sám hối. Nếu giữ giới căn bản thanh tịnh, tôn trọng đời trước rất ít, thì sẽ lìa các chướng ngại. Này thì nam, người muốn tu tập pháp sám hối nên ăn trú nơi vắng lặng, tùy theo năng lực có thể tôn nghiêm Đức Phật ở trong phòng và trang trí kinh pháp, treo cờ lụa lộng, tìm những hương hoa để cúng dường, tắm tẩy thân thể, nhưng mặc y phục sạch, giặt sạch chứ để mùi hôi xông lên. Ở trong thất này, ngày đêm chia ra ba thời đọc tụng danh hiệu, nhất thân đảnh lễ bảy Đức Phật ở quá khứ và 53 Đức Phật, lại quay mặt về 10 phương, mỗi một phương tâm đều suy nghĩ, đảnh lễ khắp tất cả sắc thân, xá lợi hình tượng nơi tháp miếu của chư Phật, tất cả những việc của Phật, lại nữa đảnh lễ tất cả chư Phật trong ba đời 10 phương. Tâm nghĩ đảnh lễ hết tạng pháp ở 10 phương, tâm lên nghĩ đảnh lễ tất cả hiền thánh khắp 10 phương. Sau đó càng biết rõ tụng danh hiệu đã bái Đại Bồ Tát Địa Tạng ta. Đảnh lễ như vậy rồi, nên nói những tuổi đã làm, nhất tâm cầu khẩn, nguyện xin chư đại bi 10 phương tôn chứng biết cứu giúp. Hôm nay con xin sám hối, là không dám tạo tội nữa. Nguyện con và chúng sinh mau chóng diệt trừ mười ác, bốn tội trọng, năm tội nghịch điên đảo, thì bé tham bảo và nhất xiển đề đã gây từ vô lượng kiếp đến nay, là nên suy nghĩ tánh tội như vậy. Chỉ theo vọng tưởng hư dối, tâm điên đạo khởi, không có thật nhất định, có thể đạt được bản tánh vắng lặng của hư không. Nguyện con và tất cả chúng sinh mau được bản tánh của tâm, diệt trừ hoàn toàn nguồn gốc tội lỗi. Lời thường nên phát nguyện, nguyện cho tất cả Bồ Tát mười phương chưa thành chánh giác thì mau chứng thành chánh giác. Nếu chứng thành chánh giác rồi, nguyện tự ăn trú ở đời để chuyển bánh xe chánh pháp, không nhập niết bàn. Lại nữa nên phát nguyện tùy hỷ, nguyện con và tất cả chúng sinh trừ bỏ hoàn toàn tâm ganh ghét ở tất cả cõi Phật trong ba đời, tu học các công đức.
tất cả thành tựu đều tùy hỷ. Lần nữa phát nguyện hồi hướng, nguyện tất cả những chúng những công đức đã tu tập của con, các vị dụng đều ban cho hết tại chúng sinh cùng chứng được trí tuệ của Phật đến thành Niết Bàn. Đã phát nguyện hồi hướng như thế rồi, là đến ngồi ngay thẳng giữa tỉnh thức yên tĩnh, chú tâm hoặc đọc tụng hoặc nhớ nghĩ danh hiệu của ta thì sẽ giảm bớt ngủ nghỉ. Nếu nhiều hôn mê nên ở trong tỉnh thức đạo tràng đọc tụng liên tục. Là nơi ban đêm phân chia từng thời, nếu có ánh sáng của đèn đuốc thì làm việc cũng chỉ ra ba thời: cung kính, cúng dường, sám hối, tội lỗi và phát nguyện. Nếu không đủ ánh sáng để làm việc thì phải ngồi trong tỉnh thức chú tâm tụng niệm, mỗi ngày thường thực hành pháp sám hối, chưa có biến nhát. Nếu người đời trước từ bỏ các việc căn bản thiện thì tạm thời phải gặp nhân duyên ác nên tạo pháp ác. Tội chướng có chút ít nhưng tâm người đó có năng lực rất mạnh mẽ, sau 7 ngày liền được thanh tịnh, diệt trừ được chướng ngại. Như vậy những nghiệp của chúng sinh có dày mỏng, các căn lợi độn sai khác vô lượng, họ trải qua 14 ngày mới được thanh tịnh, họ trải qua 21 ngày cho đến 49 ngày mới được thanh tịnh. Đang ở quá khứ hiện tại đều tăng trưởng các tội trọng thì phải được trải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc trải qua 200 ngày cho đến 1000 ngày mới được thanh tịnh. Nếu căn cơ quá thấp kém, tội chướng lại rất nặng thì phải nên phát tâm dũng mãnh không tiếc thân mạng, đêm ngày thường xuyên đọc tụng liên tục, bỏ bớt ngủ nghỉ, làm lại sám hối phát nguyện, thức tu tập cúng dường không lười biếng, không mà phải cho đến bỏ mất thân mạng cũng không thoái lui. Tôi nói như vậy ở trong 1000 ngày chắc chắn được thanh tịnh. Này thì nên, nếu muốn đạt được trí, được tướng trí tuệ thanh tịnh thì tu tập thực hành qua 7 ngày, mỗi một ngày và buổi sáng sớm đem luôn tướng thứ hai ở trong bàn tay thường ném xuống 3 lần. Nếu thân miệng ý đều toàn thiện thì gọi là được thanh tịnh. Như vậy, các chúng sinh ở Vị La có thể tu tập sám hối từ quá khứ lâu xa đến nay ở trong Phật Pháp để thực hành điều thiện. Tùy theo sự tu tập có những công đức gì, nghiệp có nhiều ít nhiều loại sai khác. Vì thế những người đó được thanh tịnh thì tướng cũng không giống nhau. Họ có chúng sinh ba nghiệp được hoàn toàn thiện liền được các tướng tốt khác, và có chúng sinh ba nghiệp được tướng đẹp ở trong một ngày một đêm là thấy ánh sáng chiếu khắp cả tịnh thất và nghe những mùi hương thơm ngào ngạt lạ thường, thân ý vui vẻ hoặc sinh mộng lành. Trong mộng thấy sắc thân Đức Phật đến làm lễ ấn chứng, cầm tay xoa đầu khen ngợi rằng: lành thay, hôm nay ông được thanh tịnh, ta đến ấn chứng cho ông. Hoặc trong mộng thấy thân của Bồ Tát đến làm ấn chứng, hoặc mộng thấy hình tượng Đức Phật phóng hào quang làm ấn chứng. Nếu người chưa được tướng lành của ba nghiệp, trước chỉ nghe thấy những việc này thì là nó hư dối vọng ngữ mê hoặc lừa gạt, chẳng phải tướng lành. Nếu người đã từng có căn lành xuất thế và giữ tâm mạnh mẽ, bấy giờ ta tùy theo người đáng độ để thể hiện thập phương ánh sáng đại bi, khiến họ được an ổn, sẽ liệt các nghi ngờ lo sợ, họ thể hiện các loại thần thông biến hóa, khiến cho họ tự nhớ lại những việc thiện ác đã làm đời trước. Tùy hoặc tùy theo sự ưa thích của họ để thuyết giảng những pháp căn bản sâu xa, người ấy liền hướng về đại thừa, có lòng tin chắc chắn, hoặc dần dần chứng được đạo quả đạo sa môn. Lại nữa, những chúng sinh đó thì chưa thấy ta thì hiện thân thuyết pháp, nhưng phải tu học nhất tâm khiến thân miệng ý đều được thanh tịnh, ta cũng cứu giúp khiến chúng sinh đó nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại, thì mới 3 tuần không đến phá hoại được, cho đến làm thầy 90 ngoài đạo tài kiến, tất cả quỷ thần không đến quấy nhiễu, 5 triền cái dần dần giảm đi, ta có khả năng tu tập các trí tuệ thiền định. Là nữa, nếu các chúng sinh ở đời vị lai tuy không vì cầu trí tuệ thiền định phát ra từ đạo chính yếu, chỉ vì những người bị nguy hiểm, bận khổ, thiếu thốn, lo buồn, khổ não, dày vò, thì cũng nên cung kính lễ bái cúng dường. Sau mỗi việc làm ác, thường phát nguyện với tất cả thời, tất cả nơi, siêng năng nhất tâm, đọc tụng danh hiệu của ta, làm thật chí thành, cũng sẽ nhanh chóng thoát khỏi khổ não, xả bỏ thân mạng này để sinh vào nơi tốt lành.
là nửa đời vị lai, những chúng sinh tại gia hoặc xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó đã phạm tội trọng quá nhiều thì không được thọ. Cũng phải như phương pháp sống hối trên là một cách chí tâm, thân miệng ý đều lành để có thể thọ giới. Những chúng sinh đó muốn tu tập đạo đại thừa, mong cầu thọ giới trọng căn bản của Bồ Tát, nguyện đều thọ tất cả cấm giới cấm của tại gia và xuất gia, nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp hóa chúng sinh giới, và không thể gặp được thầy truyền giới hoàn hảo, giải thích rộng rãi tạng pháp của Bồ Tát. Trước hết đó phải tu tập thực hành và chư tâm cung kính cúng dường trong đạo tràng, nguyện mong Bồ Tát chư Phật mười phương làm thầy chúng mình, nhất tâm lập nguyện ca ngợi giới tướng. Trước hết nói về 10 giới trọng căn bản. Thứ đến nên thuyết hết ba loại tụ giới. Từ bên phát nguyện và mà thọ giới ở đây cũng được đắc giới. Lại nữa, các chúng sinh ở đời vị lai muốn cầu xuất gia và đại xuất gia, nếu không thể gặp được thầy truyền giới hoàn hảo và tăng chúng thanh tịnh, tâm cũng ế nghi ngờ không được đúng như pháp tà trì cấm giới, chỉ có thể học phát tâm đạo vô thượng, cũng đã làm cho thân miệng ý đều thanh tịnh. Người đó chưa xuất gia mà phải cắt tóc mây mặc y pháp phục, như đã lập nguyện trên, tự mình phát nguyện thọ trì ba loại tụ giới luật nghi của Bồ Tát thì gọi đắc được đầy đủ giới ba la mật, ba la đề mục xoa. Giới xuất gia gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni, tức là tìm cầu tạng luật thanh văn và tạng luận, tu tập Bồ Tát tọa định độc tụng quán xét tu hành. Nếu xuất gia mà tuổi chưa đủ 20, trước hết nên phải phát nguyện thọ 10 giới căn bản và thọ giới khác là sa di và sa di ni. Để thọ giới cũng gọi là sa di ni, tức cần thân cận cúng dường, thì dạy những vị xuất gia trưởng tượng học tâm đại thừa thọ giới cụ túc, tìm thầy nương tựa, tu hỏi giáo giới, thực hành oai nghi như pháp sa di sa di ni. Nếu người không được như vậy thì nguyện được gần gũi Bồ Tát, thực hành tạng luận độc tụng suy nghĩ, quán xét tu tập, xin nên cúng dường ba ngôi báu Phật pháp tăng. Nếu sa di ni tuổi đã được 18, có nên phát nguyện cho 6 pháp giới tức hoa tức sa mana trong tạng luật và học hết tất cả giới tụng của tỳ kheo ni. Người ấy nếu đủ 20 tuổi có thể như trên thọ tất cả ba loại giới tụng của Bồ Tát, sau đó được gọi tỳ kheo ni. Nơi chúng sinh đó tuy học sám hối và không thể chí tâm, không được tướng tốt, giả sử đã thọ giới đều không gọi đắc giới. Bây giờ Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tính hoặc Đại Bồ Tát Địa Tạng tôn giả thuyết giảng về sự sai khác của chí tâm có mấy loại. Chí tâm đắc được tướng tốt là thế nào? Đại Bồ Tát Địa Tạng bảo, này thì Nam Tự Đại thuyết giảng tóm được về chí tâm có hai loại. Đó là một, ban đầu mới tu tập chí tâm mong cầu. Và hai, giữ gìn tâm ý thường tinh tấn, chí tâm tương ứng thành tựu mạnh mẽ. Hoàn thành được hai loại chí tâm này thì có thể đắc được tướng tốt. Hai loại giới tâm này là có ba hạng sai khác là thượng, trung, hạ. Ba hạng là một, nhất tâm có nghĩa giác trái buộc vọng tưởng, tâm an trú không tán loạn. Hai, tâm dũng mãnh, nghĩa là thường mong cầu không lười biếng, không kể thân mạng. Ba, tâm sâu xa, nghĩa là cùng với pháp tương ứng hoàn toàn không thoái lui. Nếu người tu tập pháp sám hối này mà không được chí tâm bậc hạ thì hoàn toàn không được tướng túc thanh tịnh. Đây gọi là chiêm nghiệm pháp luân thứ hai. Này thì Nam, nếu muốn chiêm nghiệm bị sự sai khác của quả báo trong ba đời thì phải khắc vào bản gỗ 6 luân. Ở luân thứ 6 này dùng một số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 viết vào đó. Mặt thứ nhất viết số 1 làm gốc, còn ba mặt khác viết tuần tự không sai, không lẫn lộn. Nên biết các số này đều từ một số mà phát sinh, dùng số 1 làm gốc. Những số như vậy đều biểu thị tập hợp 6 căn của chúng sinh, tất cả từ một cảnh giới thật với tâm thanh tịnh, từ tánh tạng của Như Lai mà sinh khởi, nương vào một cảnh giới thật để làm căn bản gọi là nương vào cảnh giới thật. Người bị vô minh không hiểu rõ một pháp giới, nhớ nghĩ sai lầm, hiện về cảnh giới vọng tưởng, phân biệt chấp trước, nhân duyên của nghiệp tập, phát sinh 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý.
Do sáu căn bên trong tiếp xúc sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài phát sinh sáu thức: nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Vì đương sáu thức nên đối với sắc thanh hương vị xúc pháp sinh khởi tưởng trái nghịch, tưởng thuận, những tưởng chẳng trái chẳng thuận, phát sinh 18 thọ. Nếu đệ tử chư Phật đời vị lai chịu nhân quả báo trong ba đời muốn rõ được ý nghi ngờ thì phải gieo ba lần và ba luân tướng như thứ ba này: chiêm nghiệm, tánh số kết hợp, dựa vào cách tánh số để quyết định thiện ác. Như vậy thấy được tướng quả báo thiện ác trong ba đời gồm có 189 loại, tất cả là: một, cầu pháp thượng thừa chứng bậc không thoái chuyển; hai, mong cầu quả hiện tại sẽ chứng đắc; ba, cầu trung thừa được quả vị không thoái chuyển; bốn, cầu pháp hạ thừa chứng đắc bậc không thoái chuyển; năm, mong cầu thần thông được thành tựu; sáu, tu tập thành tựu bốn phạm thiên; bảy, ở đời tu tập thiền được thành tựu; tám, mong muốn thọ giới được giới vi diệu; chín, để thân thọ giới của túc; 10. Mong cầu vị trụ tính của thượng thừa; 11. Mong cầu vị trụ tính của trung thừa; 12. Mong cầu vị trụ tính của hạ thừa; 13. Đã chọn người làm bạn tốt; 14. Đã nghe như đã nghe chánh pháp; 15. Thấy người là bạn xấu; 16. Như đã nghe chẳng phải chánh pháp; 17. Thấy người có công đức chân thật; 18. Đã biết được người không công đức chân thật; 19. Biết rõ được nghĩa không sai lầm; 20. Biết rõ nghĩa là sai lầm; 21. Đọc tụng không bị sai sót; 22. Đọc tụng bị sai trái; 23. Sự tu tập không bị lầm lẫn; 24. Sự thấy nghe đều tốt; 25. Sự chứng đắc là thật chứng; 26. Sự học bị sai lầm; 27. Sự thấy nghe chẳng tốt hoàn toàn; 28. Sự chứng đắc chẳng phải là chánh pháp; 29. Có sự bảo vệ của thần tài; 30. Có thể thuyết giảng bằng luận với trí hiểu sai lầm; 31. Sự hiện hóa biết chẳng phải năng lực của người; 32. Trước Phật tu tập biết rõ về trí đạo; 33. Trước Phật tu tập đạo thiền định; 34. Thấy sự học không có chướng ngại; 35. Thấy sự học là chỗ thích nghi; 36. Thấy sự học này chẳng phải nơi thích hợp; 37. Quán xét sự học là tích chứa đời trước; 38. Quán thấy sự học chẳng phải tích chứa đời trước; 39. Quán thấy sự học hoàn toàn tăng trưởng; 40. Quán thấy sự học ít phương tiện; 41. Quán thấy sự học không có mục đích tiến lên; 42. Sự mong cầu quả hiện tại chưa chứng đắc; 43. Cầu mong được đi xuất gia; 44. Cầu nghe pháp được chỉ giáo; 45. Cầu được đọc tụng kinh; 46. Quán xét việc làm là việc của ma; 47. Quán xét việc làm đã thành tựu; 48. Quán thấy việc đã làm chẳng thành; 49. Mong cầu thật giàu tài sản đại tràng; 50. Mong cầu địa vị quan sẽ thành tựu; 51. Cầu mạng sống lâu thì tuổi được kéo dài; 52. Cầu Phật ở đời được thành tựu; 53. Thông tỏ nhiều về học vấn; 54. Ít thông suốt về học vấn; 55. Tìm cầu thầy bạn được như ý; 56. Cầu đệ tử được vợ ý; 57. Cầu cha mẹ được như ý; 58. Cầu nam nữ được bằng lòng; 59. Cầu vợ kẻ vợ lẽ được như ý; 60. Cầu bạn đồng hành được như ý; 61. Được cùng chung sự suy nghĩ; 62. Quá thế tâm người thường giận dữ; 63. Mong cầu không căm hờn được vui vẻ; 64. Cầu hòa hợp được như ý; 65. Quá thế tâm người hoan hỷ; 66. Biết rõ tất cả những suy nghĩ của người; 67. Suy nghĩ của người không thể hiểu được; 68. Kêu gọi đều đến tụ tập; 69. Oán ghét được xa lìa; 70. Tương kính được gần gũi; 71. Quán thấy sự tích chứa dục thì được nhóm họp; 72. Nếu thấy sự lợi ích sự tích chứa dục không được tích tụ; 73. Kêu gọi không đến; 74. Kỳ hẹn người chắc chắn sẽ đến; 75. Hẹn người dừng lại không đến; 76. Thấy người được an lạc; 77. Thấy người không được an ổn; 78. Thấy người không có thân hình; 79. Mong cầu tìm thấy thì được thấy; 80. Tìm kiếm gì liền thấy được.
81, cầu được nghe lời nói an lành. 82, tìm thấy không được như ý. 83, thấy được nghi ngờ tức là sự thật. 84, thấy sự nghi ngờ là không phải sự thật. 85, thấy người không hòa hợp. 86, mong cầu Phật sự sẽ được đạt được. 87, cầu cúng dường sẽ có được đầy đủ. 88, cầu vật dụng sinh sống để được như ý. 89, mong vật dụng sinh sống có rất ít. 90, những sự mong cầu đều sẽ được. 91, những sự mong cầu sẽ không có. 92, những sự mong cầu ít có được. 93, những sự mong cầu đều được như ý. 94, sự tìm cầu mới được thành tựu. 95, sự mong cầu lâu mới thành tựu. 96, sự tìm cầu lại hao tổn. 97, sự mong cầu được lợi lành. 98, sự mong cầu lại chịu khổ. 99, bị mất đi tìm sẽ có lại. 100, bị mất rồi thì mà mãi không có được. 101, thấy mình bị mất được trả lại. 102, cầu xa lìa nguy hiểm liền thoát khỏi nạn. 103, cầu xa lìa bệnh liền được tiêu trừ. 104, thấy sự từ bỏ không còn chướng ngại. 105, thấy sự từ bỏ có chướng ngại. 106, thấy chỗ an trú được an ổn. 107, thấy nơi an trú không được an ổn. 108, đến nơi nào là được an vui. 109, đến nơi nào là có sự nguy hiểm. 110, đến nơi nào là lưới ma. 111, đến nơi nào là khó giáo hóa. 112, đến nơi nào có thể giáo hóa. 113, đến nơi được lợi cho mình. 114, đi đường không bị quấy phá. 115, đường đi đường bị quấy rối. 116, vua dân xấu ác đói khát sinh cởi. 117, vua dân xấu ác có nhiều bệnh dịch. 118, vua dân tốt đất nước phồn vinh an lành. 119, vua không có đạo đức đất nước bị tai nạn hỗn loạn. 120, vua tu tập công đức thì diệt trừ tai họa hỗn loạn. 121, vua làm ác thì đất nước sắp phá hủy. 122, vua làm việc thiện thì đất nước vẫn an toàn. 123, quán thế để tránh mà thoát được nạn. 124, quán sát để tránh mà không thoát được nạn. 125, an trú ở đâu mà người được an ổn. 126, an trú ở đâu đều có chướng nạn. 127, đương vào chúng tụ họp không được an. 128, sống nơi vắng lặng không có các tai nạn. 129, thấy điều quái dị không có sợ hãi. 130, thấy việc quái dị bị tổn hại. 131, thấy điều quái dị tinh tấn an ổn. 132, thấy điều trong mộng không có tổn hại. 133, thấy điều trong mộng có sự tổn hại. 134, thấy điều trong mộng tinh tấn an ổn. 135, thấy điều trong mộng là tốt lành. 136, thấy chướng ngại hỗn loạn mong được xa lìa. 137, thấy chướng ngại hỗn loạn dần dần được từ bỏ. 138, thấy chướng ngại hỗn loạn không thể xa lìa. 139, thấy chướng ngại loạn động nhất tâm đoạn trừ. 140, thấy tai nạn mau được thoát khỏi. 141, thấy tai nạn lâu được thoát khỏi. 142, thấy khó khăn chịu khổ não. 143, thấy khó khăn tinh tấn thoát khỏi. 144, thấy tai nạn đến thân mạng sẽ chấm dứt. 145, thấy tai họa lớn không thể khắc phục. 146, thấy tai họa chẳng phải khổ não của người. 147, thấy những tai họa chẳng phải người. 148, thấy các tai họa có thể sửa chữa. 149, thấy các tai họa có thể cứu chữa. 150, quán thấy bị nạn thiếu tinh tấn. 151, quán thấy tai nạn đau khổ lâu dài. 152, quán thấy bị tai nạn tai họa thì mình sẽ khác. 153, quán thấy bệnh hoạn thì đến thầy thuốc giỏi để chữa trị. 154, thấy bệnh hoạn thì chữa trị. 155, thuốc men phải có hiệu lực. 156, thấy bệnh hoạn được diệt trừ. 157, gặp vị thầy thuốc không thể chữa trị. 158, quán thấy bệnh ghệ không thể chữa trị. 159, thuốc men không có hiệu lực. 160, thấy thân bị bệnh hoạn sẽ chết, sẽ hết. 161, đến từ trong đường địa ngục. 162,
đến từ trong đường súc sinh 163, đến từ trong đường ngạ quỷ 164, đến từ trong đường Atula 165, đến từ trong loài người 166, đến từ trong hàng chư thiên 167, đến từ ở nhà 168, đến từ trong xuất gia 169, từng đến gặp Phật cúng dường 170, từng đến gần gũi cúng dường hiền thánh 171, là từng đến nghe pháp sâu xa 172, sẽ bỏ thân này rồi vào địa ngục 173, sẽ bỏ thân này làm súc sanh 174, sẽ bỏ thân này làm ngạ quỷ 175, sẽ bỏ thân này rồi làm Atula 176, sẽ bỏ thân này rồi sẽ làm người 177, sẽ bỏ thân này rồi làm vua mọi người 178, sẽ bỏ thân này sẽ làm chư thiên 179, sẽ bỏ thân này sẽ làm vua cả trời 180, sẽ bỏ thân này rồi nghe được pháp sâu xa 181, sẽ bỏ thân này được xuất gia 182, sẽ bỏ thân này gặp được thánh tăng 183, sẽ bỏ thân này sinh vào cõi trời lâu suất 184, sẽ bỏ thân này sinh vào cõi Phật thanh tịnh 185, sẽ bỏ thân này được diện kiến Phật 186, sẽ bỏ thân này an trú vào hạ thừa 187, sẽ bỏ thân này an trú vào trung thừa 188, sẽ bỏ thân này rồi được chứng quả 189, sẽ bỏ thân này rồi an trú vào thượng thừa. Này thì nam, đây là 189 tướng sai khác của các báo thiện ác. Pháp chiêm nghiệm này tùy theo tâm, thấy tâm sở làm chủ các niệm. Nếu số hợp với ý tương ở đường thì không bị sai lầm. Nếu chiêm nghiệm rơi vào số hợp cùng quán tâm sở làm chủ các niệm không tương đương thì gọi là không chí tâm, gọi là hư dối. Người nào có ba lần thả xuống nhưng đều không thể hiện ra thì người này được gọi là được vô sở đắc. Lại nữa, này thì nam, nếu mình phát tâm quán chiếu người khác lãnh thọ những quả báo cũng là như vậy. Nếu người khác không thể chiêm nghiệm cho mình và muốn đến nhờ mình quán xét, thì nên quán xét lượng tánh tâm mình không tâm lý thế gian, trong tâm thanh tịnh, sau đó mới có thể quay về cung kính tu tập và cúng dường như trên, nhất tâm phát nguyện để chiêm nghiệm, không nên tham cầu danh lợi thế gian, thực hành giống như đạo sơ để mình ngăn ngừa tán loạn. Nếu trong tâm không thanh tịnh thì giả sử có chiêm nghiệm và không tương ứng chỉ là hư dối. Là nữa, nếu chúng sinh ở đời vị lai tất cả những điều chiêm nghiệm đều được không được tốt lành, sự mong cầu không chứng đắc, những suy nghĩ lo buồn làm đau khổ, sợ hãi thì đêm ngày phải thường siêng năng đọc tụng nhớ nghĩ danh hiệu của ta. Nếu nhất tâm được thì chiêm nghiệm tốt lành, thành tựu tất cả sự mong cầu, diệt trừ khổ não ngay hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Chim Xác Thiện Ác Nghiệp Báo Quyển Thượng.